Spoil 1P1092, Kizazu sút bay Luffy Gear 5, Akainu xuất hiện. Sau 2 tuần tạm hoãn, Oda cuối cùng cũng cho Kizazu thể hiện trình độ của một đô đốc. Chapter 1092 có quá nhiều cảnh đánh đấm mãn nhãn, đáp ứng kỳ vọng của độc giả sau khoảng thời gian break cho live action. Tiện thể mấy ông nào xem hết 8 tập live action cho tôi biết cảm nghĩ luôn nha. Bạn nghĩ sao về Nojiko lọ lem? Kèo đấu siêu kinh điển đầu tiên của Luffy với Kizazu được lên sàn. Ban đầu ai cũng đánh giá cao Luffy vì hạ được Kaido, nhưng đây là trận đấu cả hai bên đều ở trạng thái tốt nhất, cho nên không dễ gì mà lù win game, đặc biệt với một kẻ già dơ như là Busalino. Trước khi đánh bại phản diện phải để cho khỉ vàng có tí đất diễn mới hợp lý chứ, đúng không nào? Chương mới tuần này chính là dành riêng cho fan cứng của Kizazu đấy. Gáy lên nào, fan của đô đốc ò ò ò. Ok, và ngay bây giờ cùng mình điểm qua một số tin nóng hổi có trong trang 1092. Kizazu sút bay Luffy Gear 5, Akainu xuất hiện. Kuma nổi điên trên thánh địa. Thông tin đầu tiên bất ngờ thay không thuộc về Ekid mà liên quan tới thánh địa Marijoy. Kuma bay đi, dạo trước giờ đã và đang quẩy tung nóc nơi ở của bọn Thiên Long Nhân. Một chế độ nào đó tự động kích hoạt cho phép cỗ máy bạo chúa tấn công điên cuồng và mất kiểm soát. Sau khi mà phá nát con đường trên Red Line, Kuma tiếp tục tiếp cận thánh địa với hỏa lực khủng khiếp và năng lực trái ác quỷ đã làm nên tên tuổi. Tất cả lính canh đều không làm khó được ngài bạo chúa đâu. Với sức mạnh Nikyu, một đòn Urushok là đủ thổi bay tuyến phòng thủ vốn dĩ đã rất lỏng lẻo sau sự kiện đại náo revive của quân cách mạng rồi. Đến cả Ngũ Lão Tinh còn không biết rằng tại sao Kuma lại nổi loạn để tàn phá nơi này. Dường như là chế độ đánh bom liều chết là thỉnh cầu mà Kuma đã nhờ Vegapunk cài đặt vào cơ thể mình. Chuyến này xác định là một đi không trở lại rồi. Chúng ta biết được phần nào đó quá khứ đau buồn của ngài bạo chúa thông qua đoạn hồi tưởng trong vùng ký ức mà Bonnie hiếm hoi có dịp khám phá. Khi trở lại, nữ tặc siêu tân tinh không còn khóc nhè nhòe nhoẹt mà thay vào đó đó là sung sức, sẵn sàng trả thù những kẻ đã gây ra đau thương cho cha cô. Rõ ràng Kuma không còn bất kỳ một luyến tiếc gì với hành động này, cho dù trong vô thức ông vẫn luôn muốn bảo vệ con gái và báo thù những tên khốn khiếp ở trong dòng ký ức tuổi thơ. Sức mạnh thất vũ hải Kuma luôn nằm trong top solo mạnh nhất, khả năng thuấn thân né chiêu phải nói là công thủ vẹn toàn. Đó là lý do tại sao mà cần có người cấp bậc đô đốc trở lên để đứng ra ngăn chặn. Và người đó thì bất ngờ thay lại là thủy sư Akainu, kẻ luôn trốn trong căn cứ mà không chịu ra ngoài thị phạm. Không chỉ bọn lính canh, kể cả Thiên Long Nhân cũng dính đòn, tầm này Kuma đi dễ mà khó về rồi. Nghĩ tới viễn cảnh ngài bạo chúa một lần nữa bị hành hạ, tôi thấy xót thương làm sao ấy. Ít nhất là ông ấy cũng có ơn nghĩa sâu nặng với băng mũ rơm, người đã cứu tất cả thành viên trong team Shawhead và còn bảo vệ Sunny tận răng trong suốt 2 năm time skip. Akainu xuất hiện. Chó đỏ không đến Ekid cũng không tới Hachinosu để giải cứu Gap. Làm méo gì có chuyện Akainu vì trách nhiệm mà tới cứu thành viên của gia tộc Mankidi chứ. Hắn căm ghét clan chết tiệt này hơn bất cứ ai đấy. Như vậy người mạnh nhất hải quân vẫn đang lảng vảng trên thánh địa, dù nhiệm vụ bảo vệ hội nghị thượng đỉnh đã kết thúc từ lâu rồi. Âu thì cũng là ở lại làm thân với sếp lớn một tí mà, phải chén chú chén anh một tí thì mọi chuyện mới suôn sẻ được chứ. Sakazuki ở lại ngăn chặn Kuma coi như là cứu cánh cuối cùng để lấy lại danh dự cho bộ mặt tổng bộ hải quân Marineford. Để cho mấy tên đô đốc như là Iso và Aramaki lo chuyện chỉ có hư bột hư đường thôi. Ngài thủy sư trở thành đối thủ chính thức của bạo chúa Kuma. Kèo này thì khó rồi, ai cũng biết rằng Akainu hiện tại mạnh top 1 bên phía hải quân. Hắn là người sở hữu cú đấm với sát thương hủy diệt. Mặc dù không muốn nhưng vì nhiệm vụ Akainu vẫn phải ra tay ngăn chặn Kuma lại. Lòng có chút bức bối, xong thì công lý tuyệt đối thì cứ thằng nào đụng là trụng luôn vào ngay. Những gì mà Sabo và các chỉ huy quân cách mạng gây ra ở thánh địa đã quá đủ rồi so với sức chịu đựng của Ngũ Lão Tinh. Giờ lại thêm một cựu chỉ huy hải quân khởi nghĩa để tạo phản, quá đúng với câu than thân của chó đỏ. Tại sao tôi lại làm thủy sư ở cái thời đại chết tiệt thế này, Sengoku, ông lừa tôi.
hắn tung ra cú đấm dung nham giống hệt chiêu thức đã từng làm bị thương dâu trắng 2 năm trước. Lần này, Kuma vô ý thức đã dính chiêu và bị hỏng mất một phần gương mặt cũng như là bị bỏng nặng ở phần chân. Không muốn Thánh Địa có thêm bất kỳ một ghi chép hư hại nào, Thủy sư Akainu ra tay không có chuyện nhân từ. Tất cả đều là đòn tất sát muốn giết chết kẻ thù. Đã nói thay, thay vì phòng thủ như thường lệ với năng lực Nikyu đệm thịt, bạo chúa Kuma lại chịu trận để cho Sakatsuki đánh trúng. Có điều gì đó ẩn khuất giữa đôi bên hay sao? Một đoạn hồi tưởng ngắn xuất hiện nhá. Cụ thể là sau khi mà Akainu cứu Bone ra khỏi tay của dâu đen dạo trước, hắn nói với nữ tặc rằng cha cô làm mọi thứ cho chính quyền đều là tự nguyện chứ không có ràng buộc gì. Cũng vì thế hắn mới chấp nhận lặn lội đường xá xa xôi cướp con tin từ hang ổ của tứ hoàng. Luffy, Kizaru, cân tài cân sức. Trở lại diễn biến chính ở chương Exit sau pha gáy bẩn mạnh gấp 100 lần ở chap trước. Khỉ đi lù không chần chừ lao vào đòi ăn thua đủ với con khỉ vàng cấp bậc đô đốc. Test một chút sức mạnh bản thân, thay vì bật hẳn Gear 5 như cái cách tiếp đón báo thủ Luxy, lù chỉ lên Gear 4 Snakeman. Hành động này khắc méo gì nói rằng cậu chỉ xem đô đốc Kizaru ngang tầm tư lệnh ngọt Katakuri của gia tộc Charlotte. Mọi đòn tấn công trong dạng Snakeman đều bị vô hiệu hóa với năng lực ánh sáng Pika Pika no Mi. Méo hiểu sao Logia lại khắc chế được Haki vũ trang, lù đánh éo thấm đều bị chặn hết bởi khả năng phòng thủ khiên ánh sáng. Trận đấu bắt đầu trở nên hấp dẫn hơn rồi đấy. Mặc dù không hề sử dụng skill mới nào, nhưng mà cũ mà chất lượng thì vẫn cứ gọi là mãn nhãn anh em nhá. Đánh đấm nhìn lực vãi nồi, lại còn ở tốc độ cao nữa. Xứng đáng kèo đấu tuyệt đỉnh công phu nhất ở chương đảo trứng rồi. Không giống Luxy, Kizaru biết người, biết ta hơn. Hắn tỏ ra khiêm nhường trước sức mạnh hiện tại của mũ rơm. Báo thủ không công nhận Luffy là tứ hoàng, còn khỉ vàng thì ngươi có nhận thật đấy Mugiwara. Một sự thừa nhận xứng đáng dành cho kẻ đã đánh bại được Kaido. Chăm nghe không bằng một thấy, chăm thấy không bằng một sờ. Dám chạm trán trực tiếp mới biết rằng thằng Lù giờ đã bá vãi trưởng. So với 2 năm trước ở Sabaody như một kẻ khác hẳn luôn. Quả không hổ danh là con ruột tác giả Oda, bắp cho cái thứ mà năng lực top 1 server mà. Chỉ với Gear 4, Lù đã làm khó được một đô đốc. Cũng phải thôi, Gear 4 này khác bọt lắm so với lúc ở đảo Bánh nhá. Snakeman thì vốn dĩ rất nhanh rồi, giờ bắp thêm 3 loại Haki. Tất nhiên hạ Kizaru ở dạng này là không thể, nhưng ngược lại, khỉ vàng muốn trên cơ hoàn toàn cũng chẳng có cửa nhá. Kizaru thể hiện sức mạnh. Đã đến lúc phản diện phô trương sức mạnh trước khi mà nếm phải mùi hành rồi. Kizaru được phép tung hoành trong 1-2 chapter để thể hiện trình độ của một đô đốc hải quân trước khi mà biết định lý chọn nền văn minh đúng cách. Hắn tuyên bố, tốc độ là sức mạnh, câu nói biểu tượng cho năng lực ánh sáng bất bại mấy chục năm trời. Tốc độ lượng là thứ mà con người khát khao có được. Sở hữu Max Speed, họ có thể tạo ra động năng khủng khiếp trong những cú đấm đá với uy lực hủy diệt cả một tòa nhà. Hắn mở màn bằng một pha lấy đà cực xa. Kizaru cực kỳ tôn trọng sức mạnh tứ hoàng Luffy, nếu không đã lao đến tấn công vô tội vạ như cái cách mà lão hạ gục Sentomaru phòng thủ mạnh nhất thế giới tự phong rồi. Cú bức tốc từ khoảng cách mấy trăm mét tạo ra cú đá với động lực sút bay cả một ngọn núi. Không có cửa né được chiêu này và Lù đã hứng chọn đòn tấn công của đô đốc hải quân. Ăn nguyên cú đá ánh sáng này, Lù bay như chim, văng rất xa, xuyên qua con robot khổng lồ Vegaforce. Toàn thân Cyborg bị phá hủy hoàn toàn, nhưng mà may mắn Sunny vẫn kịp thời đáp mây thành công. Chen giữa trận chiến là Bonnie đang cố gắng cầm chân Kizaru, không cho lão tiếp cận khu trung tâm. Lại gặp người quen rồi. Khỉ vàng vài ba câu than vãn không muốn cắt tiết, nhưng nếu cứ phản kháng thì lão sẵn sàng cho mấy tên hẹt trẻ tuổi xếp hàng lần lượt mua vé về thế giới bên kia. Ký ức về Sabaody lại tràn về. Ngần ấy thời gian họ vẫn chưa thể nguôi ngoai được đợt tấn công hủy diệt của hải quân mà dẫn đầu đó là Kizaru. Bọn này hiển nhiên không phải đối thủ của một đô đốc rồi. Mình cũng chẳng biết cô lấy đâu ra sự tự tin nhiều như vậy, bởi vì trong băng ngũ rơm đâu có thiếu gì thành viên sở hữu sức mạnh tương đương hoặc nhỉnh hơn nữ tặc ba đầu đâu. Nhìn cảnh Bone tóc hồng lao vào kẻ địch ao trình lắm, làm tôi nhớ tới bé đào ngày nào ở Thế chiến Ninja lần 4. Cùng kết quả đó, nữ tặc siêu tân tinh bị Kizaru rút bay thẳng lên cao, chạm tới tuyến phòng thủ của Exit rồi văng ngược lại.
Hai, đúng là phụ nữ khó đoán thực sự đấy. Muốn làm Hinata cứu rỗi thằng Men nhưng lại rất Sakura ăn rồi báo. Gear 5, Luffy xuất kích. Cuối cùng ở trong chương mới là hình ảnh chúng ta mong đợi nhất 2 tuần qua. Ăn nguyên cú đá nghìn cân, Lù đã biết không nên tiếp tục củ nhây. Kizazu ở đẳng cấp khác so với Robuxi, không nghiêm túc là không được. Ở trang đôi kết thúc chương, Luffy xuất hiện với Gear 5 dạng khổng lồ. Sao cứ hay bị đập cho nhừ tử rồi bất ngờ bùng nổ sức mạnh quá vậy? Thằng Men có khác, không dứt điểm được nó thì coi như là chuẩn bị dính đòn hồi mã thương rồi. Gear 5 cho phép Lù làm ra những điều không tưởng ở Wano đã được tái hiện một lần nữa ở đảo trứng. Cậu tóm lấy Kizazu bằng bàn tay khổng lồ từ trên nóc. Tất cả mọi người bên dưới đều sốc nặng khi mà chứng kiến trực tiếp sức mạnh đã hạ gục Kaido Bách Thú. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy Gear 5 cơ thể khổng lồ ao trình đối thủ. Không ngờ lại gặp phải thằng liều. Kizazu thậm chí còn chẳng tỏ ra bất ngờ. Bị tóm mà nét mặt vẫn bình thản. VIP đấy, đúng là tên đô đốc thiếu nghiêm túc nhất ở trong bộ ba mà. Gợm chẳng đã, phải quăng con khỉ vàng như quăng dây chun thì lúc đó lão mới biết hai chữ sợ hãi là phát ngôn như thế nào. Tiếng trống tự do Gear 5 Thunika vang dội khắp đảo. Nó kích hoạt con người máy cổ đại khổng lồ phát sáng. Con thuyền Cyborg huyền thoại bắt đầu hoạt động trở lại. Như vậy thì dự đoán của tôi đã đúng nha. Thứ nhiên liệu cung cấp cho bọn vũ khí cổ đại chính là tiếng trống của chiến binh tự do. Kích hoạt được con quái vật ngủ yên, Lù sẽ còn tạo nên kỳ tích nào nữa đây? Cùng đón xem diễn biến tiếp theo anh em nhé. Tuần sau thì có chuyện không break, đây mới là thông tin đắt giá nhất này. Trên đây là video spoiler chương mới 1092, dự đoán của anh em thế nào? Comment bên dưới cho mình biết nhá. Như thường lệ, sau đây là ba bạn may mắn lên sóng cuối mỗi video. Đầu tiên là một bạn Game Center 4102. Lo đã từng nói khi mà có Haki đủ thì có thể vô hiệu hóa năng lực trái ác quỷ, thì tại sao Mihap không chém được Bucky? Oda chôn chôn cho Mihap chém chơi thôi, chứ nếu nghiêm túc ấy, thì Bucky có 10 cái mạng cũng không cứu nổi đâu. Tiếp theo là bạn Nguyễn Hương, thích cái cách anh này vẽ đường cho Hiêu chạy. Mấy ông lại vậy rồi, tôi là tôi cũng không hề xúi ai hư đâu nha. Và cuối cùng là bạn Nhân Huỳnh, Zoro không giống Luffy, Zoro đã nóng thì xác định đằng suất. Dự đoán là chắp sau báo thủ Luxi sẽ lên thớt nhanh thôi. Ông nào chưa lên thì đợi video tiếp theo nha. Đừng quên ấn like, share giúp tôi nha mấy ông ơi. Sắp 600.000 subscribe rồi đấy. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em vào clip tiếp theo ngày mai nha. Bye bye.